Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nhiều nghệ sĩ Nhân dân không xứng đáng. Ngày 6 tháng 3, Facebook cá nhân của nhà báo Lê Thiếu Nhân đăng bài "Nghệ sĩ Nhân dân liệu có nằm trong lòng dân hay không". Thời báo d trích giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau: Nghệ sĩ Nhân dân được mặc định cao hơn nghệ sĩ ưu tú. Danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân được trao tặng lần đầu tiên vào năm 1984. Sáng nay, ngày 6 tháng 3 tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân lần thứ 10. Trong 125 nghệ sĩ nhân dân vừa được sướng tên trên bục tưởng thưởng, người cao niên nhất là diễn viên cải lương Hùng Minh ở thành phố Hồ Chí Minh, sinh năm 1930. Còn hai người trẻ tuổi nhất là diễn viên chèo Hoài Thu ở Hà Nội và diễn viên cải lương Hồ Ngọc Trinh ở Long An, cùng sinh năm 1984. Hậu trường xét tặng danh hiệu vẫn có không ít chuyện đáng băn khoăn vì cơ chế sinh cho nên nhiều nghệ sĩ phải mất thời gian cân nhắc, khiến cho người thành danh trước lại nhận danh hiệu sau thế hệ hậu sinh. Và đây là hình stay tệ trên Facebook cá nhân của nhà báo Lê Thiếu Nhân. Ví dụ, diễn viên Thanh Tú nổi tiếng với bộ phim Sau tháng 8, sản xuất từ năm 1976, nhưng đến nay mới được phong tặng nghệ sĩ nhân dân. Theo diễn viên Thanh Tú, thì bà cũng giống như nhiều người khác, do ái ngại thủ tục hành chính và tự ái vì nhiều người được danh hiệu chưa xứng đáng, nên đáng đo không làm hồ sơ xét tặng nghệ sĩ nhân dân. Tâm tư của diễn viên Thanh Tú hoàn toàn có cơ sở. Xung quanh danh hiệu nghệ sĩ nhân dân cũng có không ít tiếng bất tiếng trị mà nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa từng than vãn. Rất nhiều nghệ sĩ nhân dân mà nhân dân không biết mặt. Mới đây, còn có cả một vụ đôi co khiếu nại khá ầm ĩ. May ra có trường hợp đặt cách phong tặng nghệ sĩ nhân dân cho huyền thoại Tây Nguyên Y Ngoan, vào năm 2010 và những nghệ sĩ nhân dân phong tặng đợt đầu tiên năm 1984 như Phùng Há, Ba Vân, Ngô Y Linh, Quốc Hương, Trà Giang, Thế Lữ, Hồng, Hồng Sến, Hải Ninh, Thái Ly đều được giới chuyên môn lẫn giới ái mộ tâm phục khẩu phục. Danh hiệu nghệ sĩ nhân dân có ý nghĩa với những người biểu diễn, còn với những người có ưu điểm về sáng tạo thì danh hiệu nghệ sĩ nhân dân không phải đều đáng để công chúng ghi nhớ người yêu nghệ thuật đích thực dường như chẳng nhớ đến danh hiệu nghệ sĩ nhân dân mà chỉ biết Tào Mạc và soạn giả chèo Đặng Nhật Minh là đạo diễn điện ảnh, Đào Trọng Khánh là đạo diễn phim tài liệu, Lê Huy Quang là họa sĩ, Trọng Bằng là nhạc sĩ. Và đây là hình lễ trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân ngày 6 tháng 3 vừa qua. Tại lễ trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân sáng ngày 6 tháng 3, có hai hình ảnh xúc động. Hình ảnh thứ nhất là đạo diễn Hoàng Quân Tạo xuất hiện trên chiếc xe lăn. Đạo diễn Hoàng Quân Tạo có công xây dựng thương hiệu nhà hát kịch Hà Nội đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, nhưng bây giờ ông mới được phong tặng nghệ sĩ nhân dân, muộn hơn lứa đàn em như Hoàng Dũng, Minh Hòa, Thu Hà, Trung Hiếu, Công Lý. Tuy nhiên, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quân Tạo còn may mắn hơn ca sĩ Trần Khánh. Lý do ca sĩ Trần Khánh mất năm 1981 ở 50 tuổi mãi đến năm 2007 mới được truy tặng nghệ sĩ nhân dân. Hình ảnh thứ hai là nghệ sĩ cải lương Thanh Điền với hai tấm bằng chứng nhận nghệ sĩ nhân dân, một cho ông và một cho người vợ quá cố Thanh Kim Huệ. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền ở tuổi 77 bày tỏ, giá mà bà xã tôi còn sống để cùng tôi chia sẻ hạnh phúc này. Tôi vui nhưng cũng có chút buồn. Được phong tặng nghệ sĩ nhân dân hôm nay, đạo diễn Trần Lực góp phần nói dài danh sách cha và con cùng được tôn vinh danh hiệu này. Cha và con đều là nghệ sĩ nhân dân tính đến thời điểm hiện tại, gồm có Thế Lữ, Nguyễn Đình Nghi, Trần Tiến, Lê Khanh, Phạm Văn Khoa, Nhuệ Giang, Hải Ninh, Nguyễn Thành Vân, Trần Bản, Trần Lực. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tình Nhiều nghệ sĩ nhân dân không xứng đáng Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. USS Mỹ hỗ trợ Việt Nam đo mức phát thải ô tô tại Sài Gòn và Hà Nội. Ngày 7 tháng 3, VOA Tiếng Việt loan tình, Mỹ hỗ trợ đo mức phát thải ô tô tại hai thành phố ô nhiễm nhất Việt Nam. Theo đó, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, viết tắt USS, vừa công bố chương trình hỗ trợ đo kiểm mức độ phát thải của các phương tiện ô tô đang lưu hành tại Hà Nội và Sài Gòn nhằm giúp Việt Nam xây dựng dự thảo quy trình kỹ thuật quốc gia về khí thải góp phần giảm ô nhiễm không khí. Và đây là hình bản tin trên VOA. VOA dẫn thông cáo trên Facebook của USS cho biết ngày 5 tháng 3 rằng với mục tiêu đánh giá hiện trạng phát thải của phương tiện ô tô, nghiên cứu đánh giá mức độ phát thải từ ô tô đang lưu hành tại Việt Nam do USS hỗ trợ sẽ tiến hành đo kiểm miễn phí mức độ phát thải của 1.200 ô tô đang lưu hành tại Hà Nội và Sài Gòn, đồng thời tìm hiểu thói quen sử dụng nhiên liệu xe ô tô của chủ xe. Thời gian đo độ phát thải từ ô tô trong nghiên cứu này diễn ra từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2024. Dựa trên kết quả đánh giá, nghiên cứu sẽ xây dựng các phương án bảo trì bảo dưỡng phù hợp đối với các dòng ô tô đảm bảo phù hợp với thực tiễn và quy chuẩn việt nam về khí thải phương tiện ô tô và hỗ trợ bộ tài nguyên và môi trường xây dựng dự thảo lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải phương tiện ô tô đang lưu hành tại việt nam vẫn theo thông tin từ uss USS cho biết dự án này do tổ chức Windrock International thực hiện, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường làm chủ dự án. Và đây là hình ngày 6 tháng 3, Hà Nội lọt vào bảng xếp hạng đứng đầu thế giới về mức độ ô nhiễm không khí, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân. Nghiên cứu này là một trong những hoạt động của dự án giảm thiểu ô nhiễm do USS tài trợ với mục tiêu hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực giải quyết những thách thức về ô nhiễm môi trường tại các khu vực mục tiêu thông qua cách tiếp cận tác động tập thể. Đáng tiếc với năng lực quản lý và kiểm soát của chính phủ Việt Nam, qua thực tế đã chứng minh họ không có khả năng giải quyết bất kỳ vấn đề gì và vấn đề ô nhiễm môi trường cũng tương tự. Có thể nói, việc hỗ trợ của USS có lẽ cũng chỉ là công cấp mà thôi. Sau khi chương trình của USS kết thúc, sẽ có báo cáo, có giải pháp đề xuất, thậm chí có máy móc thiết bị hay tài chính gì đó được hỗ trợ, chuyển giao nhưng xong xuôi tất cả chỉ là kế hoạch trên giấy, máy móc thiết bị, nếu có, cũng sẽ ngủ yên trong kho. Và mèo vẫn hoàng mèo, ô nhiễm vẫn tiếp tục ô nhiễm. Và đây là hình một trạm đăng kiểm bị đình chỉ hoạt động, nhân viên bị bắt do vi phạm quy định về dịch vụ kiểm định xe cơ giới, trong đó có kiểm định phát thải khí dễ hiểu năng lực của chính phủ luôn bị hạn chế bởi sự chay lì, lười nhát và cả chất lượng của các bộ nhà nước bởi sự nhũng nhiễu đã thành thói quen của các cơ quan chức năng và bởi thói quen bôi trơn của người dân. Tất cả những thói xấu này chỉ đến khi chế độ Cộng sản chấm dứt, may ra mới có thể thay đổi được. VOA dẫn số liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, tính đến hết năm 2021, cả nước có trên 4,5 triệu xe ô tô và con số này vẫn tiếp tục tăng hàng năm. Đây là một trong những nguồn phát thải ô nhiễm không khí lớn nhất ở các thành phố lớn. Tại Sài Gòn, các phương tiện cơ giới giao thông đường bộ phát thải tới khoảng 75% lượng phát thải bụi PM2.5. Trong khi đó, tại Hà Nội, phát thải của các phương tiện cơ giới cũng được xác định là một trong những nguyên nhân chính gây ảnh hưởng lớn tới chất lượng môi trường không khí. VOA cho biết thêm, ngày 5 tháng 3, hệ thống quan trắc chất lượng không khí IQE ở Hà Nội đo chỉ số ô nhiễm ở mức 232 khiến thành phố này bị xếp là nơi ô nhiễm nhất thế giới. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin USS Mỹ hỗ trợ Việt Nam đo mức phát thải ô tô tại Sài Gòn và Hà Nội. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.